Xin chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả một ngày mới nhiều niềm vui, thành công trong mọi việc. Video này thì Xuân Mỹ cũng tiếp tục cập nhật thông tin về cổ Úc Gò Công và những tin tức khác. Hôm nay có gì vui, xin mời mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ vào kênh YouTube Hồ Văn Cường Official. Kênh YouTube Hồ Văn Cường Official thì như chúng ta biết ha, 164.000 người đăng ký. Hồ Văn Cường viết in đầy đủ dấu. Và chữ Official thì chỉ có chữ O là viết viết hoa, còn lại viết thường ha cả nhà. Đây 164.000 người đăng ký. Và như hôm qua chúng ta đã cập nhật, là Xuân Mỹ cập nhật cho mọi người trên trang fanpage Cường, đã thông báo lúc 20 giờ là tối ngày mai. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 rồi. Ngày mai, tối ngày mai trên kênh YouTube này sẽ có một cái sản phẩm mới mà như nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường gọi là siêu phẩm. Siêu phẩm. Và bây giờ, và tối hôm qua thì đã được lên lịch phát sóng. Đây, đây, cả nhà thấy cái chữ sắp diễn ra không? Cung đàn thương nhớ. À, lịch phát sóng đây. Nè, 20 giờ ha. Như vậy là còn một ngày nữa, ngày một đêm nữa. Nhưng mà đã nhận được 980 lượt thích và 363 lượt bình luận rồi nè. À, cả nhà. Nè. Đây. Cô ở Hàn Quốc và cả gia đình xanh được chuối sẵn sàng 100% công sức để đưa cung đàn thương nhớ vào top trending nhanh nhất. Cả nhà đã sẵn sàng rồi, chúc sức khỏe Hồ Văn Cường, chuẩn bị tinh thần đẩy bài vô top thịnh hành sớm, leo cao cả nhà ơi. Yêu thích song Cường này quá, chắc chắn FC ca sĩ Hồ Văn Cường sẽ ủng hộ sớm và đưa vào top thịnh hành sớm nhất. Chúc mừng con ca sĩ Hồ Văn Cường. Cả nhà nhớ vào nghe nhé. Các mẹ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rồi. Hóng cả nhà ơi, cô nôn nóng quá, đã sẵn sàng, thông báo công chiếu rồi, vui quá, ủng hộ hai chú cháu, hóng quá. Nó nói chung là mấy trăm cái bình luận này, đây 363 bình luận này đều là hóng và vui và chúc mừng và ủng hộ đó cả nhà. Lên lịch rồi ha, lên lịch công chiếu rồi. Rồi cả nhà nhớ nghe, sẵn sàng bật lịch hẹn. Cả nhà nhớ bật cái chuông này nè. Đây, bật cái chuông thông báo cho tôi nè. Bật cái chuông này để tới giờ là nó sẽ nhắn tin cho mình, YouTube sẽ nhắn tin cho mình vào xem ha cả nhà. Nôn nao quá trời, đi 24 tiếng đồng hồ nữa, hơn 24 tiếng đồng hồ nữa chúng ta sẽ được thưởng thức một siêu phẩm. Đó là trên kênh YouTube ha cả nhà. Kênh YouTube Hồ Văn Cường, cả nhà nhớ truy cập để tăng cái tương tác nha. Rồi bây giờ bên fanpage thì Xuân Mỹ nhắc lại, fanpage này là trang fanpage của Cường, Hồ Văn Cường fanpage, với cái email để làm việc liên quan tới âm nhạc là contact.hovancuong@gmail.com. Chúng ta, những ai mà muốn trao đổi về Cường, về show, về âm nhạc, về bài hát, ví dụ như trao đổi về bản quyền, những cái bài Người ơi đừng bỏ quê, Cổng mẹ gì đó, và sắp tới là Cung đàn thương nhớ đó, thì chúng ta vào đây ha. Theo Xuân Mỹ được biết thì anh nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng cho Hồ Văn Cường hát theo bản quyền, cho ca sĩ bản quyền, cho Cường hát độc quyền trong một khoảng thời gian, ít nhất là một năm đó cả nhà. Thì cũng giống như bài Người ơi đừng bỏ quê, Xuân Mỹ hôm trước Xuân Mỹ chia sẻ thì anh Sơn Hạ cũng đã cho Cường độc quyền 2 năm ha. Thì nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng ủng hộ Hồ Văn Cường và cho Cường hát độc quyền bài này một khoảng thời gian. Xuân Mỹ biết đến đó ha, xin chia sẻ với cả nhà như vậy. Rồi cả nhà nhớ tương tác ha. Đây, cái tút giới thiệu siêu phẩm Cung đàn thương nhớ ha. Cái này mình phân tích hôm qua hết rồi, thế nào là video lyric, thế nào là một video nhạc lyric, một cái phong cách âm nhạc mới trong những năm trở lại đây. Thì nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chúng ta biết là còn trẻ mà, cho nên là theo cái phong cách hiện đại, mà pha chút cổ trang là gì, là thầy đồ, trong trang phục thầy đồ ha. Cung đàn thương nhớ chúng ta nhìn là rõ là đặc trưng, nét đặc trưng của thầy đồ luôn là chữ thư pháp đấy, rất là tuyệt vời. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào ngay trang của những Nguyễn Minh Cường. Nguyễn Minh Cường cũng vừa mới có cái tút sáng nay cách đây 1 giờ. Official visualizer, đây là cụm từ chắc là còn hơi xa lạ với mọi người đúng không ạ? Thú thật lúc đầu chú Cường cũng có ý định thực hiện một MV đơn giản, nhưng mà chi phí không cho phép nên đã thay đổi và thực hiện một bộ hình với concept cổ phục truyền thống.
Sau đó chú Cường cũng đã dùng hết tâm trí trong 2 ngày 2 đêm dựng nên một MV visualizer này, hy vọng mọi người xem sẽ thấy thích thú. Tối mai 6 tháng 4 20 giờ trên kênh YouTube Hồ Văn Cường nha mọi người ơi. Ngoài ra thì 22 giờ tối mai cũng có màn hình ảo diệu trên top top của Hồ Văn Cường á. 20 giờ ngày 10 tháng 4 thì cũng sẽ có một cái clip hậu trường hôm chụp ảnh dễ thương, siêu dễ thương của cháu Cường trên kênh YouTube của chú Cường nhé. Như vậy là hai chú cháu kết hợp là cả nhà nhớ ha, tối mai thì 8 giờ chúng ta sẽ nghe nhạc cung đàn thương nhớ trên kênh YouTube Hồ Văn Cường. 22 giờ là 10 giờ đêm chúng ta canh top top của Cường. Top top của Cường cũng có họ ảnh hậu trường ha. Rồi thứ hai 8 giờ tối thứ hai chúng ta cũng có một cái hậu trường siêu dễ thương chụp ảnh của hai chú cháu, và ở đây Nguyễn Minh Cường cũng đã đăng cái tấm ảnh bìa đây cung đàn thương nhớ ha, và cái tút của Nguyễn Minh Cường đây nè, official visualizer đó, visualizer là một cái video như thế nào, một cái video tổng hợp như thế nào thì chúng ta chờ đón tối mai ha. Như vậy là làm cho chúng ta nôn nao thật sự mà nói, giống như là chúng ta đang khát nè, chúng ta đang khát nước nè, đang khát những cơn mưa, trời đang nắng hạn, chúng ta đang khát những cơn mưa, thì công chúng cũng đang khát cái bài hát cung đàn thương nhớ, giống như con người chúng ta đang khát những cơn mưa trong cái mùa nắng hạn này vậy đó. Cả nhà, nhất là người dân vùng biển, vùng ven biển Tiền Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang đồ đó là bị nước mặn xâm nhập thì người ta cũng khát nước ngọt, giống như mình ở đây cũng khát những cái cơn mưa tưới mát xuống trần gian vậy đó. Thì cái người hâm mộ âm nhạc, người mến mộ Hồ Văn Cường cũng trong một cái bài hát cung đàn thương nhớ như thế này đấy, đó là sự mong chờ đó cả nhà, sự mong chờ nôn nao chờ đợi, một cái cảm giác rất là khó tả, một cái cảm giác nôn nao rất là khó tả, giống như là cô gái hẹn hò người yêu mà trông chờ đến cái giờ hẹn vậy đó. Rồi đứa con chờ má đi chợ về để có cái chiếc bánh trên tay đó, mẹ mong con từ xa đi làm việc xa nhà về vậy đó. Tức là sự mong chờ này là háo hức dữ dội lắm rồi, nôn nao dữ lắm rồi, chỉ là giống như là cái cảm giác là không có muốn làm gì nữa, chỉ muốn là ngay giờ phút này, ngay giây phút này là 8 giờ 6 tháng 4 vậy đó cả nhà, 20 giờ 6 tháng 4 mặc dù hôm nay mới là ngày 5 thôi, nhưng mà là mong mỏi ngay giờ phút này là cái giờ phút phát hành cái bài đó gì đó. Nhưng mà Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà là đã được up xong rồi, đã được up lên kênh xong rồi, chỉ là chờ cái lịch phát sóng lên thôi là sản phẩm nó đã hoàn chỉnh xong hết rồi, chỉ chờ ngày là công chiếu. Như vậy là chúng ta đã sẵn sàng rồi ha. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng giải thích lý do là một cái video âm nhạc tổng hợp thì như thế nào. Như hôm qua Xuân Mỹ chia sẻ đó, thì video lyrics nó sẽ là một cái video đơn giản, vừa có hình vừa có bản nhạc chạy trên màn hình. Vậy là chúng ta nghe ca sĩ hát và chúng ta hát theo được. Mưa lành chiều nay lấm lem tấm thân hao gầy, giá bút đôi bàn tay. Đó, chúng ta sẽ có những cái, nó sẽ có những cái câu nhạc chạy lên trên màn hình, chúng ta sẽ hát theo ấy, đồng thời là sẽ chạy qua cái shot hình mà hai chú cháu chụp, hai ông thầy đồ đây ha. Cái tấm ảnh này thì Xuân Mỹ phân tích ngày hôm qua hết rồi. Rồi đó là nói về cái siêu phẩm sẽ ra mắt công chúng, được hứa hẹn là một siêu phẩm, và cả nhà đã đồng lòng cam kết sẽ sớm đưa bài lọt vào top trending music, tức là top thịnh hành của YouTube sớm nhất, sau một đêm chẳng hạn. Thì đã nói là nhà xanh đột chuối và lực lượng fan, tổng hợp fan trong và ngoài nước, xa rần trên thế giới đã nói là đồng lòng, đông tai thì vỗ nên kêu, cho nên là nhiều cánh tay sẽ, nhiều cái điện thoại sẽ cùng lốt mở cái bài này, cùng nghe và cùng tạo một cái dấu ấn nữa, đẩy vào top thịnh hành ha. Rồi đó là nói về cái bài hát cũng như là lời san sẻ, phần chia sẻ thêm, phần giải thích thêm của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Bây giờ Xuân Mỹ vào trang Đại học Hoa Sen để cập nhật thông tin của Đại học Hoa Sen. Đại học Hoa Sen có tin tức gì đây? Đại học Hoa Sen
các bạn sinh viên qua sang tìm hiểu cơ hội việc làm cùng phó tổng giám đốc công ty kiểm toán company tour tại một cái công ty tập đoàn hàng đầu là một cái trong những cái hoạt động quen thuộc của sinh viên Hoa Sen. Ngày 4 tháng 3 vừa qua, các bạn sinh viên ngành quản trị nhân lực đã có chuyến tham quan và tìm hiểu công việc tại công ty Ernst & Young. Đây là công ty hàng đầu thế giới cung cấp các lĩnh vực kiểm toán, thuế, giao dịch tài chính và tư vấn. Công ty được xếp vào hàng nhóm Big Four trong lĩnh vực dịch vụ kiểm toán. Tại chuyến đi thì các bạn sinh viên được tham quan văn phòng làm việc chuyên nghiệp tọa lạc ngay trung tâm quận 1, tìm hiểu về quá trình làm việc, quy mô hoạt động của công ty. Đặc biệt, sinh viên Hoa Sen còn được giao lưu với chị Ngô Thị Kim Anh, phó tổng giám đốc công ty, chị Nguyễn Phan Bảo Hà là senior, anh Nguyễn Thành Danh quản lý, về định hướng vị trí nghề nghiệp liên quan đến ngành quản trị nhân lực và cơ hội nghề nghiệp trước khi ra trường. Đấy, một cái công ty kiểm toán hàng đầu ngay cả nhà. Ngày hôm qua, sinh viên Hoa Sen đã có buổi làm việc thực tế, một chuyến đi thực tế và làm việc với đại diện của công ty ha. Đây là hình ảnh các bạn sinh viên ngành quản trị nguồn nhân lực đấy, chuẩn bị tìm hiểu những cái nội dung, sắc thái làm việc của công ty, đặc điểm tình hình của công ty trước khi ra trường. Đó, đó là những cái hoạt động thường niên của trường Đại học Hoa Sen. Học đại học ở trường đại học quốc tế thì nó sẽ có liên kết nhiều lắm cả nhà, liên kết với các cái tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước để cho sinh viên bắt kịp với cái xu hướng phát triển thực tế của thế giới, để không bỡ ngỡ khi ra trường và bắt nhịp ngay khi đi làm việc. Một cái phong cách đào tạo phương pháp hiện đại chuẩn quốc tế là như vậy. Rồi bây giờ Xuân Mỹ vào trang đại gia đình Ngọc Sơn thì cho cả nhà xem lại. Hôm qua anh Sơn cũng có một cái đêm tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Đây, dân chúng bu lại vây quanh nè, cả nhà thấy không? Vây quanh, vây kính anh Sơn luôn. Nó có âm nhạc cho nên Xuân Mỹ không có mở lên, và khán giả hát cùng luôn đó cả nhà. Yêu dân tộc Việt Nam nè, khán giả hát chung luôn nè. Đấy, đông ghê luôn thấy không cả nhà. Rồi, đó là một trong những hoạt động của anh Sơn. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường Fan Club. Trang Hồ Văn Cường Fan Club thì mọi người cũng một khán giả ở Hải Dương viết như thế này. Gia đình sanh được Chúa yêu thương, đoàn kết và cùng hóng. Gia đình thân yêu, tối mai 20 giờ mọi người lại được đón MV Cung đàn thương nhớ của con. Mình cũng như mọi người, tâm trạng mong ngóng từng giờ, từng phút. Mình không hiểu lý do tại sao đi show với con bên cạnh mọi người thật sự vui vẻ, hạnh phúc. Khi về đến nhà, luôn mong ngóng những sự kiện tiếp theo của con. Mình nhớ lại những kỷ niệm xưa, những ngày gian khó của con. Giông tố ập lên đầu con như có hàng nghìn mũi kim đâm vào tim. Lòng con đau quặn thắt, may nhờ có đại gia đình thương yêu bảo vệ con như luồng gió mát thổi vào, cho hồn con tươi trẻ, đặc biệt có những vị ân nhân đã cứu con, để con đứng vững đến ngày hôm nay. Gia đình sanh được Chúa là sự kết hợp các mảnh ghép của mọi người, mọi vùng miền khác nhau. Sức mạnh đoàn kết của đại gia đình sanh được Chúa là sức mạnh vô giá. Nhân sự kiện của con ngày mai, mình mong mọi người luôn đoàn kết vững vàng, màu xanh và ủng hộ con. Chúc đại gia đình hạnh phúc, lan tỏa cho con nhiều hơn. Hẹn gặp mọi người một ngày gần nhất. Một fan đến từ Hải Dương. Đấy, đây cả nhà. Anh ấy cũng lấy những cái tấm hình. Đây, tấm hình Cường chụp cùng fan ha. Một fan ở Hải Dương và fan cũng sang chia sẻ cái trang fanpage của Cường vào đây nè. Ha. Hồ Văn Cường Fan Club. Trang này là trang group chung, group chung. Và cũng share cái phần lịch hẹn của kênh YouTube Cường vào đây, sẵn sàng rồi, và share cái bài viết của Nguyễn Minh Cường vừa mới đây, thế nào là official visualization, một video tổng hợp đây, cũng share nữa trang của thầy Cường, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Chị cũng đăng 7 năm rồi bé ơi,
đăng kỷ niệm với Cường lúc Cường ra Hà Nội diễn, một chị khán giả ha. Rồi đây rất là nhiều fan đăng hình ảnh này lên, là ngập tràn luôn, ngập tràn Facebook, là tấm ảnh bìa của chiếc video cung đàn thương nhớ ha. Rồi đó, bây giờ thì Xuân Mỹ chuyển sang đọc cho cả nhà nghe một bài báo về Hồ Văn Cường. Cũng có một bài báo hôm nay, cũng có một bài báo về Hồ Văn Cường. Xuân Mỹ cũng thấy chị Hương Trương đã share lên cái nhóm của mình. Hồ Văn Cường ấn định ngày quan trọng, người hâm mộ mừng rỡ, đăng cách đây 4 giờ trên Southstar. Đây quảng cáo cả nhà, để đóng. Đó là cái siêu phẩm ha. Rồi giờ Xuân Mỹ đọc cho cả nhà nghe. Hồ Văn Cường ấn định ngày quan trọng, người hâm mộ mừng rỡ. Đây là cái bài viết ha, tựa bài viết. Với cái tấm ảnh này Cường chụp cái MV Người ơi đừng bỏ quê nè. Bài đăng của Hồ Văn Cường nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường từng chia sẻ rằng anh và Hồ Văn Cường sẽ thực hiện một sản phẩm âm nhạc chung và sẽ được thả sức trong thời gian ngắn sắp tới, tức là sẽ cho ra mắt đó. Chữ thả sức này trong ngoặc kép là hiểu, là chúng ta hiểu là sẽ ra mắt đó. Thả sức trong thời gian tới. Và đây là tấm ảnh mà anh Nguyễn Minh Cường đăng ở chỗ phòng thu thầy Nghĩa cô Quyên này ha. Hồ Văn Cường ấn định thời gian ra mắt sản phẩm mới. Mới đây trên trang fanpage của Hồ Văn Cường chính thức thông báo đến khán giả MV lyric của ca khúc Cung đàn thương nhớ, sản phẩm âm nhạc đánh dấu cú bắt tay cũng trong ngoặc kép, tức là sự hợp tác của hai chú cháu đó, cú bắt tay ha. Đầu tiên của giọng ca trẻ với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường sẽ được ra mắt khán giả vào lúc 20 giờ ngày 6 tháng 4 tới. Ngoài ra trong tấm poster được đăng tải, Hồ Văn Cường cũng hé lộ luôn tạo hình ảnh trong một sản phẩm lần này, khiến người hâm mộ cực kỳ phấn khích. Cả giọng ca gốc Tiền Giang và nam nhạc sĩ đều xuất hiện với tạo hình cổ trang khá lạ mắt. Hồ Văn Cường nhận về nhiều lời khen vì vẻ ngoài ngày một điển trai. Được biết Cung đàn thương nhớ sẽ là một sản phẩm âm nhạc phát hành dưới dạng MV lyric, chứ sẽ không có MV quay hát như những sản phẩm trước đó mà Nguyễn Minh Cường từng hợp tác với những nghệ sĩ khác. Thông tin này được nam ca sĩ trực tiếp chia sẻ trên trang cá nhân. Xin thông báo chính thức với mọi người là sẽ không có MV quay hát như thông thường, chú Cường nói trước để mất công mọi người ngóng chờ rồi bị hụt hẫng ạ. Nhưng mà hứa sẽ là một món quà đặc biệt mang tên Cung đàn thương nhớ, đủ mãn nhãn và mãn nhĩ dành cho mọi người ạ. Mình cũng chờ đến 6 tháng 4 nhé, mình cùng chờ đến 6 tháng 4 nhé mọi người. Đây là cái trích tút của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Bình luận của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường được báo tạp chí South Star đưa vào. Hồ Văn Cường áp lực khi hát sáng tác mới của Nguyễn Minh Cường, đó là một cái tích mới. Cách đây ít ngày, nam nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã đăng tải trên kênh YouTube cá nhân tập vlog mới ghi lại quá trình một ngày làm việc hết năng suất từ sáng đến chiều tối. Trong tập vlog này, nam nhạc sĩ đã khiến khán giả phấn khích khi có buổi thu âm với Hồ Văn Cường cho ra ca khúc mới mang tên Cung đàn thương nhớ. Hồ Văn Cường ghi điểm trong mắt khán giả với vẻ ngoài giản dị cùng tác phong làm việc nghiêm túc, đúng giờ. Nam ca sĩ luôn tiếp thu những đóng góp ý kiến nhận xét của Nguyễn Minh Cường cũng như producer để giúp cho bản thu âm được trọn vẹn và hoàn chỉnh nhất có thể. Từng câu liếng lái bỏ nhỏ mà Hồ Văn Cường thể hiện trong bài hát đều được nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chỉ dẫn tận tâm. Sau khi hoàn thành phần thu âm cho ca khúc, Hồ Văn Cường cho biết bớt đi một phần gánh nặng, khiến Nguyễn Minh Cường cũng phải bật cười thắc mắc vì sao nam ca sĩ trẻ lại nói là gánh nặng trong ngoặc kép nha, tức là cảm thấy lo lắng đó cả nhà. Giọng ca gốc Tiền Giang cho biết vì lần trước con chỉ hát với guitar thôi, lần này bản phối khác với màu nhạc của con hay hát nên hơi áp lực nhẹ, sau khi hát xong cũng bớt đi phần nào. Hồ Văn Cường tiết lộ rằng khi nhận được ca khúc Cung đàn thương nhớ từ nam nhạc sĩ, anh chàng có chút bất ngờ bày tỏ: khi chú gửi nhạc cho con là con phải hỏi chú liền, vì con thấy thể loại này nó hơi hướng hiện đại, pha chút cổ trang vào một chút xíu. Nam ca sĩ cho biết khi nghe bản phối của bài hát này, Hồ Văn Cường cảm thấy rất yêu thích. Nguyễn Minh Cường tiếp lời đàn em: chú muốn con có một sự mới mẻ hơn.
Tại vì nếu như mình là một bài hát nó chỉ mang âm hưởng dân ca bình thường thì chú nghĩ rằng bản acoustic hôm bữa là rất ok, nhưng bây giờ mình phải làm một bản khác để gửi tặng cho khán giả. Đúng, à, bản acoustic nghe là ghiền rồi cả nhà. Nếu mà đơn thuần thì chỉ giữ cái bản acoustic như trên kênh của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, như vậy là Xuân Mỹ thấy hoàn hảo. Nhưng mà anh Nguyễn Minh Cường anh muốn phá cách, anh muốn phá cách, anh thay đổi cái màu nhạc. Như Cường nói, Hồ Văn Cường nói là cái màu nhạc này khác với cái màu nhạc con hát trước đây, là ảnh phối lại bằng bản điện tử và thu lại, hai chú cháu vào phòng thu thu lại, và được thầy Nghĩa và cô Uyên nhận xét là có sự tiến bộ trong cái phần phát âm. Hy vọng là đây là sản phẩm này được công chúng, đông đảo công chúng đón nhận, và không riêng gì các thầy các cô của Cường, Xuân Mỹ theo dõi Cường trong hơn 2 năm qua, Xuân Mỹ cũng tin rằng đây là một cái cú hit nữa, một cái bản hit nữa của Hồ Văn Cường, và một cái bản hit đầu tiên đánh dấu sự hợp tác thành công của Cường với một nhạc sĩ trẻ khác là Nguyễn Minh Cường, coi như đánh dấu lần đầu tiên hợp tác, đó là đầu xuôi đuôi lọt đúng không cả nhà. Lần đầu tiên hợp tác mà nó có ra một cái sản phẩm thành công như vậy thì tin chắc rằng trong tương lai sự hợp tác này nó sẽ còn tiến xa hơn nữa. Đối với những nghệ sĩ trẻ như Cường thì chỉ cần như vậy thôi, nỗ lực tập luyện thanh nhạc. Bây giờ thì Cường tập trung vô học chuyên môn, chuyên ngành của mình ở Đại học Hoa Sen, cho nên tạm nghỉ cái phần học thanh nhạc với thầy Trí. Từ đó tới giờ là tạm nghỉ luyện thanh với thầy, bởi vì là năm 2023 là Cường luyện thanh với thầy một tuần 3 buổi, 2-3 buổi như vậy. Thì bây giờ từ đó tới giờ thì ngừng luyện thanh, nhưng mà đã có cái sự cái triển vọng đó, cái sự tiến bộ đó đã được thầy Nghĩa và cô Uyên thừa nhận rồi, cho nên nỗ lực tập luyện thêm chút nữa. Cộng với cái người mà có am hiểu về âm nhạc như một nhạc sĩ trẻ như Nguyễn Minh Cường, không ngừng phấn đấu làm việc không ngừng nghỉ. Cả nhà thấy ảnh đưa ra cái lịch làm việc của ảnh dày đặc ha. Ngày mai là phát hành MV với Cường, thứ hai là phát hành album với những ca sĩ khác mà họ hát bài hát của Cường sáng tác, sẽ còn tiến xa, tức là hứa hẹn nhiều cái cơ hội nữa đúng không cả nhà. Và chúng ta thấy rõ là Cường chưa bao giờ dừng lại, Hồ Văn Cường chưa bao giờ ngừng phấn đấu, bởi vì tuổi của em còn rất là trẻ. Xuân Mỹ hy vọng trong thời gian tới sẽ thấy một Hồ Văn Cường vừa hát một cái bản hit trẻ trung và đi vài cái điệu dance, ta gọi là vũ đạo đó cả nhà, đi vài bước vũ đạo. Không có trông mong gì điêu luyện như anh Ngọc Sơn, hay là không có trông mong gì điêu luyện như ca sĩ Mỹ Tâm, vì Mỹ Tâm qua tới Hàn Quốc tập vũ đạo ở bển một thời gian nữa cả nhà. Nhưng mà hy vọng Cường sẽ có những cái màn vũ đạo cỡ như các bạn sinh viên Đại học Hoa Sen là được rồi. Đó, Xuân Mỹ chỉ mong như vậy, là mỗi một ngày sẽ chúng ta sẽ bắt gặp được những cái nét mới trong Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường hôm nay là một cái phiên bản khác của Hồ Văn Cường ngày hôm qua, vậy thôi là đã đủ vui, đủ hãnh diện rồi phải không cả nhà. Bởi vì mỗi người có một cái hoàn cảnh tiến thân nó khác nhau, huống hồ chi Cường vừa trải qua những cái sóng gió của cuộc đời mình. Ấy, em còn nhiều cái trăn trở, nhiều cái lo lắng, lo toan trong cuộc sống, phải am hiểu, phải có cái xuất thân gần na ná giống như em ấy thì mới có thể hiểu được hết cái tâm tư băn khoăn lo lắng của em ấy. Cho nên là cả nhà thấy đi show em ấy cười đùa giao lưu với fan, chặt chém quăng ném với các cô các chú khán giả, nhưng mà đâu đó ẩn trong đôi mắt ấy ẩn chứa một cái nỗi, một cái nét phảng phất, một chút buồn trong đó. Buồn ở đây là không phải buồn khổ, buồn đau, mà là một chút thoáng, một chút lo lắng thoáng qua trong đôi mắt ấy. Ấy, chàng trai trẻ ấy đã vững vàng là một trụ cột của gia đình rồi, cho nên là sẽ còn những cái hoạch định cho tương lai nữa mà em ấy sẽ vạch ra cho được của mình. Và Xuân Mỹ thấy là Cường không bao giờ ngừng nghỉ, chưa bao giờ ngừng nghỉ phấn đấu. Đó là bài viết chốt thời gian phát hành ha. Hơn 24 giờ nữa sẽ sản phẩm sẽ được ra mắt công chúng. Đã đặt lịch hẹn như vậy là đã được đưa lên trên kênh rồi đó cả nhà. Nội dung đã được up lên trên kênh nhưng mà chưa công khai thôi. Bản nhạc đã được update xong rồi đó. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ, đó là nội dung liên quan đến Cường cũng như là liên quan đến nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, âm nhạc ha. Thì chúng ta hãy sẵn sàng sạc pin nha. Coi như là đêm mai tối thứ bảy, Xuân Mỹ nghĩ là fan của Cường không ngủ rồi, coi như là nghe đi nghe lại.
Chứ thật ra là Xuân Mỹ đã nghiện cái bài phối acoustic trên kênh của anh Nguyễn Minh Cường rồi, và Xuân Mỹ đã hát theo được rồi. Bây giờ chuyển sang tin xã hội, Xuân Mỹ sẽ nói cái kết quả xét xử phúc thẩm vụ bà Nguyễn Phương Hằng. Thì tin này được đăng trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tòa phúc thẩm giảm án cho cả 5 bị cáo. Không kháng cáo nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được giảm 3 tháng tù vì đã rất hối hận. Chiều tối ngày 4 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm vi phạm quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 của Bộ luật Hình sự. Giảm án vì có tình tiết giảm nhẹ mới, hội đồng xét xử đã sửa án sơ thẩm giảm án cho cả 5 bị cáo. Cụ thể, tòa tuyên bị cáo Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù, bị cáo Đặng Anh Quân 2 năm tù, 3 bị cáo còn lại là Hằng, đồng phạm bà Hằng là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng mức án 1 năm tù. Như vậy là sau khi 4 bị cáo kia kháng án thì tòa giảm án luôn cho bà Nguyễn Phương Hằng, lý do sau, hội đồng xét xử nhận định nè. Hội đồng xét xử nhận định trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, các bị cáo Quân, Nhi, Hà, Tân đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại của vụ án, đã bồi thường toàn bộ số tiền tổn thất về tinh thần cho người liên quan. Do đó đây được xem là tình tiết giảm nhẹ mới và cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Riêng bà Hằng, tòa phúc thẩm nhận định mặc dù bà không có kháng cáo nhưng rất hối hận về hành vi của mình, đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường nên cũng giảm án cho bà. Theo hội đồng xét xử, bà Hằng có nhiều buổi live stream nhưng chỉ có một buổi live stream là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự uy tín của 10 cá nhân khác. Hội đồng xét xử cho rằng không có cơ sở để xử lý hình sự ông Huỳnh Quy Dũng vì ông này thực hiện hành vi sau khi bà Hằng đã kết thúc buổi live stream và cũng không có tài liệu chứng cứ chứng minh ông Dũng có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự uy tín nhân phẩm của người khác. Phát biểu quan điểm tại tòa, đại diện viện kiểm sát đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. Không chấp nhận kháng cáo của những người liên quan, nhưng mà tòa đã tuyên rồi ha. Rồi như vậy là kết thúc vụ án phúc thẩm, tòa đã tuyên giảm án cho những cá nhân và bà Hằng giảm từ 36 tháng tù xuống còn 2 năm 9 tháng tù. Như vậy là tính tới tháng 3 này là bà Hằng ở được 24 tháng rồi đó cả nhà. Vậy là còn 9 tháng nữa cả nhà, tính đi, 9 tháng nữa thì từ đây đến cuối năm đúng không? Thì Tết năm 2025 là bà Hằng hết thời gian thụ án và được trở về với gia đình, sum họp gia đình. Đây là một cái bài học kinh nghiệm. Bà Hằng nói là bà không có biết đến luật an ninh mạng, tức là chưa có tìm hiểu đến luật an ninh mạng cho nên là phạm sai lầm. Thì đây, hy vọng đây cũng là một cái bài học kinh nghiệm cho tất cả những người sử dụng mạng, không gian mạng. Mạng là ảo nhưng luật là thật nha cả nhà. Việt Nam có luật an ninh mạng nha cả nhà. Chúng ta biết truy cập vô mạng thì chúng ta tìm, chúng ta gõ cái chữ luật an ninh mạng để chúng ta tìm hiểu ha, để coi luật này nói gì, để chúng ta tránh, để đừng có vướng vào những cái vi phạm những cái quy định của luật và những cái chế tài của các cái nghị định khác. Và sau cái vụ của bà Hằng livestream thì Chính phủ cũng đã sửa đổi Nghị định 64, ban hành lại Nghị định 63 liên quan đến công tác vận động tiền từ thiện. Thành ra là chúng ta mà muốn kêu gọi quyên góp với tư cách cá nhân thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ Nghị định 93 ha, để chúng ta đừng có vướng. Nhất là chúng ta nghĩ đơn giản, chúng ta nhận xong rồi chúng ta trao, thì chúng ta không có trong tài khoản trả lời bằng không. Nhưng mà khi mà ai đó tố chúng ta, số tiền quyên góp chúng ta 4 triệu trở lên là chúng ta đã vi phạm luật rồi đó nha cả nhà. Thành ra là Xuân Mỹ rất mong mọi người hãy cẩn trọng khi mà làm những cái vấn đề liên quan đến quyên góp từ thiện cũng như là tham gia trên mạng ha. Có khi chúng ta nói qua nói lại nhưng vô tình chúng ta vi phạm luật an ninh mạng không chừng. Đó là tất cả chúng ta đều cùng cẩn thận ha, cẩn tắc vô ái nái. Thành ra là cái gì cũng vậy, mình nghiên cứu kỹ thì tốt hơn. Bây giờ Google, chúng ta tra Google có hết. Chúng ta vô Google, chúng ta gõ luật an ninh mạng là ra hết ha. Thậm chí YouTube chúng ta gõ chữ luật an ninh mạng thì có những cái video cũng chia sẻ cho chúng ta chi tiết luật an ninh mạng nữa. Thì cái nghị định 93 về liên quan công tác vận động từ thiện Xuân Mỹ năm ngoái, năm cuối năm 2022, Xuân Mỹ nói rất là nhiều lần về nghị định 93 rồi, cho nên là quý khán giả nên tìm hiểu và đọc ha.
Rồi, video của Xuân Mỹ đến đây là kết thúc. Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha. Còn thời gian hãy canh kênh YouTube ha, để ngày mai chúng ta thưởng thức siêu phẩm của Song Cường. Còn trên Facebook thì chúng ta tương tác với trang fanpage để chúng ta kịp thời bình luận những cái tút mới của Cường. Bởi vì đây là trang chính của em ấy rồi, fanpage chính thức của em ấy rồi. Rồi, một lần nữa chúc cả nhà có bữa trưa ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau. Xin chào ạ.